Hello anh em, hôm nay mình kiểm tra chiếc Ford Everest, chiếc gầm nha, kiểm tra toàn bộ hệ thống luôn. Giờ lên cầu kiểm tra. Giờ mình tiến hành là mình dây xe giao cầu nha, như cầu kiểm tra. Cái ổ mình nó hơi chật á, cái hẻm hơi chật nó. Cái kia này nó khó tháo đấy anh em, may bị hư lắm nên con này mình muốn tháo này mình đây cục tiếp mình nhóm trước nha, nhóm bằng cần tiếp á, chứ mà lấy súng bắn ra là hư liền. Cái con tán này nó dở lắm, tán kho này nè, biết cách tháo chứ không tháo là hư, tháo xong là bỏ mấy con tán ra luôn. Rồi chắc chưa. Chặn tay á, nếu mà em lấy súng em bỏ vô em bắn là hư liền à. Chặn tay thì nó không hư mới không có kê được. Đây sơ lược dàn gầm của Ford Everest nha. Mình quay sơ lược dàn gầm của Ford Everest nha. 2016. Đây dàn gầm sau nha, mấy cái dàn gầm trước. Đây nó hỗ trợ thêm mấy tay đòn và kiếp không? Bự không. Dòng này nó chạy một cầu nha. Chạy cầu sau thôi. Đây. Nè cái lắp. Đúng rồi, 6 rồi luôn. Lái điện rồi. Đầu lái điện này đánh nhẹ lắm nha, đánh sướng lắm.
này 4 ngón tay giống như mặt trăng đó. Từ bên đây qua, móc một vòng bên đây luôn. Này kéo à, nó lên. Để tăng. Này mình nói cái khung nha anh em. Cái khung có foil 5 màu trước bên phụ nha. Hôm sau nè. Trước bên phụ. Lọc nhớt có pho nha. Lọc nhớt nằm bên đây nè. Ở trước bên tài nha. Đó. Lọc học giấy nha, cái cục 17 dặn đó thôi. Bỏ 17 dặn nó ra. Còn xả này còn 13 nha anh em. Thằng pho này mình hay nhớt cái lọc là 7,5 nha anh em. Mình sơ 250 thôi. Đó, lọc nhiều gió này dơ quá mình thay lọc nhỏ mới luôn. Bảy lít rưỡi, nếu không lọc thì 7 lít. Thay lọc gió mới luôn. Cái lạnh nằm ở đây.